tấn hảo. Cảm ơn sư tôn, kính chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Cảm ơn sư tôn, kính chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Cảm ơn sư tôn, kính chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Cảm ơn sư tôn, kính chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Cảm ơn sư tôn, kính chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Cảm ơn sư tôn, kính chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Cảm ơn sư tôn, kính chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Cảm ơn sư tôn, kính chúc sư tôn sinh nhật. Tôi bị viêm dạ dày, polyp, đau bút thần kinh và nhiều bệnh khác. Sau khi nghe 9 bài giảng và tập 5 bài công pháp, tôi ngay lập tức cảm nhận được năng lượng kỳ diệu của Đại Pháp. Thân thể nhẹ nhàng, ăn ngon ngủ ngon. Người xưa có câu ân dạy dỗ cao tường hơn núi, nghĩa thầy trò như nước biển khơi. Ân sư này con xin ghi lòng khắc sâu, đệ tử sẽ tinh tấn nỗ lực tu luyện tốt hơn nữa. Con xin cảm tạ sư. Tôi bị bệnh hiểm nghèo, tôi cùng vợ đã vào Nam ra Bắc để tìm phương pháp chữa bệnh. Trong lúc tuyệt vọng, tôi được người vợ của bác sĩ giới thiệu về pháp Vân Công. Trong lúc vợ tôi còn nằm trên giường bệnh và cần người chăm sóc, vậy mà rất nhanh sức khỏe của vợ tôi được cải thiện từng ngày. Sau đó tôi cùng vợ bước vào tu luyện, không lời nào có thể diễn tả được sự kỳ diệu của Đại Pháp. Chỉ sau 10 ngày tu luyện, tôi đã cai hẳn được thuốc ngã một cách dễ dàng. Sư phụ và Đại Pháp đã cứu vợ tôi và cho chúng tôi một cuộc sống mới. Tôi cảm nhận được sự từ bi và hồng ân của Ngài. Người xưa có câu ân truyền thụ minh tâm khắc trí, nghĩa sinh thành tạc giả lưu tâm. Nhân ngày 13 tháng 5, từ tận đáy lòng con muốn gửi tới sư tôn lời chúc. Cảm ơn sư tôn, kính chúc sư tôn sinh nhật vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo.